Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ linh kiện của điện thoại Mobiistar Lai Yollo tại DidongCaocap.Vn. Hôm nay DidongCaocap.Vn giới thiệu các bạn video lắp máy điện thoại Mobiistar Lai Yollo. Xin giới thiệu các bạn dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Mobiistar Lai Yollo tại DidongCaocap.Vn. Đây là trọn bộ màn hình của Mobiistar Lai Yollo với phần cáp chân sạc, cáp zoom, mic, cáp phím nguồn đó là âm lượng, loa ngoài, vỏ máy, Lai Yollo, pin, phần bảng main, phần bracket của máy chứa phần loa ngoài. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn lắp máy Mobiistar Lai Yollo từ những linh kiện đã tháo rời. Qua đó giới thiệu dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Mobiistar Lai Yollo tại DidongCaocap.Vn.